ngày 24 tháng 1, Đăng quỹ xã Nhân hội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng tạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 cho toàn thể đảng viên ở các chi bộ trực thuộc. Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe bí thư đảng quỹ, chủ tịch quỹ ban nhân dân xã Nhân hội Cao Xuân Điệu quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024 với chủ đề An Giang học tập và làm theo tấm gương Bắc Hồ, bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân trong đó bao gồm các nội dung cơ bản như tư tưởng và tấm gương của bác Hồ, bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương bác Hồ, bác Tôn để tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng theo chuyên đề năm 2024 đạt hiệu quả. Bí thư đảng quỹ, Chủ tịch, Quỹ Ban Nhân xã yêu cầu chi ủy chi bộ trực thuộc cụ thể hóa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gắn với cam kết tu dưỡng phân đấu sang luyện theo chuyên đề năm 2024 tập trung lãnh đạo chỉ đạo củng cố xây dựng nhân sản mô hình điển hình học tập và làm theo bác làm cho cán bộ đảng viên công chức viên chức đoàn viên hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc chăm lo đời sống nhân dân nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn